Hello everyone, welcome back to my Hot Rod Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hot Rod Nightmare Gameplay. Mình chào chị 8 tiếng game hôm nay. Và xin các bạn chú ý cho cái đầu tiên này. Hôm nay xin các bạn vào trước bạn nhé. Ok, chờ nó có thú được rồi các bạn. Okay. That's right. Okay, đưa hai người đi.
phía dưới nào. Be careful. Only one here. Ok, mình cho thác ở đây 5 phút 2 giây rồi. Để ra cái ý tiết nào. Ice cream free.
có cái con gỗ đầu tiên trong này rồi.
Thứ ba sẽ nằm đây nhé. Cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ đi lấy nào. Activated the mega names. Mấy nói gì? Thank you.
ngồi xuống các bạn ạ. Quên mất, ok. Boost bấm. I don't want to scare you, but if you see or hear anything strange, hide. That's a graveyard ghoul. Slow, not too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Probably in the master bedroom. Trốn đâu rồi? Long gnome is stealing a page. Don't just stand there. Smash him! Attack of the graveyard ghouls. Anything that crawled out of that book will be hungry. Don't go downstairs yet. It's too dangerous. Trên giấy nữa, có thể ở đâu vậy? That statue was an ancient artifact. It's probably in the master bedroom.
thư phòng thì mình hết một giấy rồi các bạn. Ok, thì đủ 30 giấy để dành 18 cho cái game này các bạn nhé. Bây giờ sẽ tiến tiếp theo này, Scatty Trump. Chúng ta có thể đến tiếp theo nào, Little Hope Playhouse 2. Chúng với những bạn chúng ta là bạn. Finally, do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Three, two, one. Coming! Ready or not? Mr. Hop, you wait here. Oh, no!
As usual, I was the best at hiding. I don't think you're... Running house. Ok, là complete. Và đây là video của Cung Ngủ Chí Thức Bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thank you.